Ôi là chết. Thôi, có chuyện gì vậy ạ? Bà lo mà trả tiền cho nó đi. Nếu không bọn tôi sẽ cắt tiết nó. Đừng làm ầm ĩ ở đây, không ai lo gì cả. Cháu mà đi là nó giết con trâu đấy. Nhưng bây giờ chỉ còn cách đấy thôi ạ. Bác sĩ khóc cả đời, bác không thể để nó bị chết được. Nếu mà đủ ấy thì tôi đã không phải sống trong cái sự nghèo khổ này rồi, bà hiểu chưa? Ôi trời ơi, trời ơi, tôi đã làm gì mà trời bắt tội tôi khổ thế này. Xem nữa anh ơi. Anh à, em sao lại đi đến đây? Em thấy trời có vẻ sắp mưa, sợ anh không ra ngoài ăn được nên là em mua xô để mang nước đến cho anh này. Thế thì vất vả cho em quá. Từ giờ em không cần phải làm thế đâu, cứ ở nhà giữ gìn sức khỏe, còn lo cho cực cưng của anh chứ. Em không sao đâu mà, tuần sau em cũng đi làm lại rồi. Với cả bác sĩ bảo là chỉ cần em cẩn thận một tí thôi là sẽ không sao đâu. Em chỉ thương anh thôi, anh đi làm thế này có vất vả lắm. Không, không bằng cấp như anh, người ta nhận vào làm là còn may rồi đấy. Thôi, anh ra ghế ngồi ăn đi, không muộn mất. Em ở đây, đợi anh một lát. Anh đi đâu đấy? Chờ em. Bác bán hôm nay có đắt hàng không? Cũng tạm tạm cháu ạ. Cháu mang nước về xôi ra đây. Bác ăn xôi rồi uống nước đi. Ôi trời ơi, lúc nào cũng giúp đỡ bác, rồi lại còn cứ cho ăn món này món kia. Bác ăn đi không đói. Cháu lại nhường bác cái gì? Đâu, cháu có nhường chỉ thôi. Bác xôi đi. Bác vẫn còn một cái bánh mì kìa. Lát bác ăn nốt là được. Cháu ăn đi. Đừng, bác ăn làm gì bánh mì. Bác ăn xôi đi cho ấm bụng. Thằng này cứ toàn nhường cho bác thôi. Cháu tốt quá cơ. Thế đây là vợ cháu à? Vâng, cháu là bác ạ. Mà bác ơi, bác vừa ăn bánh mì thế này thì làm gì có chất. Hay bác ăn xôi của chồng cháu đi, rồi cháu chạy ra kia mua cho anh ý gói khác. Đúng rồi đấy ạ. Bác già rồi, ăn uống bao nhiêu. Thôi, nghỉ ăn đi. Toàn nhường cho bác thôi. Mà bố mẹ cháu tốt phước thật đấy. Hai đứa đều ngoan, trả bù cho bác. Có một đứa con gái lại còn bất hiếu. Thôi bác ơi, cháu nghĩ là sau này rồi con bác sẽ hiểu ra thôi. Bác cảm ơn hai cháu. À mà bác ơi, để cháu mua hết chỗ rau này cho bác nhá. Đằng nào thì chiều nay nhà cháu cũng định nấu món rau xào. Có hai vợ chồng ăn sao hết được. Bác cho cháu gửi tiền này. Thôi, cầm về mà nấu, bác không lấy tiền đâu. Bác cứ cầm lấy đi cho vợ chồng. Thôi, thôi, con cứ cầm về đi, bác không lấy đâu. Thôi, bác cầm đi ạ. Rồi, đây, cháu xin mỡ rau. Bác cầm tiền đi. Mày 200 bạc mà đưa qua đưa lại. Không lấy để tôi lấy. Cô là ai? Sao cô lại cầm tiền của tôi? Đứa con bất hiếu của bác thì đấy. Này, mày bảo ai Châu, bất hiếu à? Bất hiếu bỏ xuống. Cậu ấy là người tốt đấy. Này, tốt với bà chứ không tốt với tôi nhá. Này, cô là thanh niên sức dài vai rộng mà lại ngửa tay xin tiền của mẹ à? Cô có biết là mẹ cô phải chật vật kiếm tiền từng bữa để nuôi bản thân không? Cô là con, đã không báo hiếu được thì thôi, lại còn trấn tiền của mẹ. Cô phải là con người nữa không? Này, mày thích chơi không? Tao trấn tiền hồi nào? Đây là mẹ tao, tao xin tiền mẹ tao, tao trấn tiền à? Mà tao xin của mẹ tao, tao xin chúng mày à? Hả? Thôi, mẹ xin con, đừng làm ầm ĩ ở đây, không ai lo gì cả. Đấy, từ sáng giờ mẹ bán được bấy nhiêu tiền đấy, con cầm đi. Đây là bà cho tôi nhá, không phải tôi trấn đâu, không phải mang tiếng. Cả ngày trời được có mấy đồng bạc, khá là cái tích sự. Không được cầm. Đấy là tiền mẹ cô vất vả bán từng mớ rau mới có được. Cô không được cướp. Tiền thì nó đã cầm đi rồi. Đây, bác còn lại bao nhiêu? Con cầm giúp bác, số còn thiếu. Mai qua đây bác gửi lại. Không sao đâu ạ, bác cứ cất đi. Trời ơi, không biết tôi đã làm nên tội gì mà lại có một đứa con bất hiếu thế này cơ chứ. Bác đừng buồn ạ.
Bà già kia, bà có phải là mẹ của con Châu không? Tôi là mẹ Châu đây. Con của tôi. Bà lo về mà giữ mạng cho con gái bà đi. Con nói gì tôi không hiểu. Thì con gái bà, cái đứa khố rách áo ôm ấy, đã không có tiền còn dám ăn chơi đua đòi, vay tiền của đại ca tôi. Bây giờ ấy, nó nợ như chúa chổm ấy. Bà lo mà trả tiền cho nó đi, nếu không bọn tôi sẽ cắt tiết nó như cắt tiết gà đấy. Hả? Bà chuẩn bị đủ tiền mà trả đi, nếu không ấy thì đến nhặt xác về. Châu, con Châu. Châu, Châu ơi là chị. Cô ơi, có chuyện gì thế ạ? Đứa nào nó dám phá rau của cô này? Nghĩa, cứu bác. Sao? Bác bị chúng nó đánh à? Không, không phải là bác, mà là con Châu. Sao, con gái bác làm sao ạ? Chúng nó bảo phải mang tiền đến, không thì nó giết. Cháu đọc đi. Trời ơi. Mang đến chỗ hẹn 100 triệu. Cái gì? 100 triệu à? Sao chúng nó lại đòi bác? Ai làm người đấy chịu chứ? Chúng nó không thể như thế được. Để cháu đi báo công an. Không được. Cháu mà đi là nó giết con Châu đấy. Nhưng bây giờ chỉ còn cách đấy thôi ạ. Không. Nó cần tiền. Để bác lo tiền đi cứu nó. Bác định trả tiền cho chúng nó thật à? Nhưng số tiền lớn thế này bác lấy đâu ra? Bác sẽ khóc cả đời. Bác không thể để nó bị chết được. Bác phải đi cứu nó. Dù nó xử tệ với bác như thế nào, nó vẫn là con của bác. Bác không thể để nhìn thấy nó chết được. Được, để cháu xin người ta nghỉ sớm. Bác ở đây đợi cháu ra lấy xe nhá. Con ngu này, bà già tao có biết chữ đâu mà mày ghi hẳn giấy ra làm gì? Đã nói là nói rõ địa chỉ ra rồi. Thì tao cũng định làm nó giống trong phim ý. Ai biết đâu bà già mày là thuộc dạng mù chữ đâu. Ôi giời, sao mày tự nhiên mày ầm lên đấy làm gì? Người ta biết được tao mày đóng kịch thì làm nào? Thì đóng giả thì nó cũng phải hùng hổ một tí chứ. Đúng là cái loại ăn hại. Bây giờ đi ra nói lại đi. Nhớ phải kêu ấy là không đưa tiền là không qua khỏi đâu. Đi đi. Ê, nhưng mà tao nói thật nhá, nếu mà mày cần gấp ấy thì tao mày đi cắm dây vàng với cả nhẫn vàng đi, rồi xoay sau. Nếu mà cắm được ấy, bà mày cắm lâu rồi. Ê, Mỹ Ký à? Tưởng Châu dân chơi nào. Ê, nhưng mà tao nói thật nhá, mẹ mày ấy bán mấy mớ rau héo ấy, tao nghĩ mấy trăm nghìn không có ấy, chứ đừng nói là mấy trăm triệu. Đã ngu ấy thì đừng có mà nói. Tao khẳng định với mày luôn là bà già tao có tiền. Lúc bố tao chết để lại cho tiền dưỡng già ấy. Ngu thật. Có tiền không tiêu, đi bán rau làm gì không biết nữa. Chú. Ủa. Đúng. Tôi ngu. Tôi ngu nên mới bị đứa con bất hiếu lừa. Sao bà già này lại đến được đây? Chắc là thằng lo chuyện bao đồng nó dẫn đến đây chứ còn gì nữa. Tôi không rảnh mà đi lo chuyện người khác. Nhưng với một đứa con bất hiếu như cô thì tôi không để yên được. Đây là mẹ cô. Mẹ cô đấy. Hằng ngày bà phải bán từng mớ rau để nuôi một đứa con vô tích sự như cô. Thế mà cô còn nghĩ cách bị bắt cóc để bòn rút tiền của bà. Mày im đi, việc nhà mày à? Con ơi là con. Mẹ tưởng chúng nó giết chết con nên mẹ mới đến đây. Ai ngờ mày lừa, mày hành mẹ như thế. Đáp hứa lòng chưa? Đương nhiên là chưa hài lòng rồi. Nếu mà đủ ấy thì tôi đã không phải sống trong cái sự nghèo khổ này rồi, bà hiểu chưa? Loại người như cô không xứng đáng được sinh ra trên đời này. Làm sao? Làm sao? Mày vào đây mày đánh tao này. Tao đánh chết mày luôn. Thôi, mẹ xin con. Con cần tiền đúng không? Đưa bà... tiền đi cho bác. Đưa đi cho bác. Con cần tiền đúng không? Đây, con cầm lấy đi đi. Tiền thật mày ơi. Đưa sớm mà đỡ mất thời gian không? Đi. À quên, cái sổ đỏ ấy tôi gắn nốt rồi. Bà chuẩn bị dọn ra là vừa rồi đấy. Nhá. Đi. Ôi giời ơi là giời. Tôi đã làm gì mà trời bắt tội tôi khổ thế này. Chỗ tôi ra đi vào bây giờ không có gì. Tôi chỉ có nước chết thôi. Hiểu bác. Bác đừng nói như thế. Bác vẫn còn vợ chồng chúng cháu mà. Đến con tôi đẻ ra mà nó coi tôi không ra gì. Nó là tôi với cậu. Không,
Bác đừng nói như thế. Từ lâu rồi vợ chồng chúng cháu đã coi bác như người thân trong gia đình. Nếu không chê nhà cháu nghèo, bác cứ đến ở cùng vợ chồng chúng cháu. Cậu nói sao? Bác mất đi đứa con bất hiếu, nhưng bác còn vợ chồng chúng cháu. Bây giờ cô ấy bán hết nhà đi rồi, bác lấy đâu ra chỗ ở nữa ạ? Thôi, bác cứ đến nhà cháu đi. Mặc dù nhà cháu tuy nghèo, nhưng vợ chồng chúng cháu không để bác phải đói đâu. Hơn nữa, vợ cháu cũng rất quý bác. Thôi, trước hết ta cứ tính như thế đi ạ. Ba ơi, bác uống nước đi. Ôi, bác lại làm phiền các cháu quá. Bác thấy thật là có lỗi, hay để bác đi? Bác đừng có nghĩ thế. Anh Nghĩa đã kể hết cho cháu nghe rồi. Từ giờ bác cứ ở đây với chúng cháu nhé. Chúng cháu sẽ chăm sóc cho bác thật tử tế. Các cháu thật là tốt bụng. Nhìn bác, cháu thấy rất nhớ người mẹ đã khuất của mình. Vậy nên bác ở đây với chúng cháu mà đừng suy nghĩ gì nhé. Đưa bác đi viện đi anh. Anh cũng nghĩ vậy. Không sao. Bác không sao đâu. Không sao cũng phải đi viện cho chúng cháu yên tâm ạ. Đúng rồi đấy bác ơi. Hai đứa lại đây nghe bác nói này. Chúng cháu đây ạ. Trong suốt thời gian qua, bác rất vui và cảm ơn trời Phật. Tùy bác mất đi đứa con đẻ của mình, nhưng lại có được hai cháu rất yêu thương và chăm sóc bác như người thân. Bác rất cảm ơn. Kìa, bác nói nghe khách sáo thế. Đúng đấy bác, người nhà thì cần gì nói lời cảm ơn. Hai cháu rất thật lòng với bác, nhưng bác thật có lỗi vì đã giấu một bí mật. Đó là bác có nhiều tiền. Có rất nhiều tiền. Rất nhiều tiền ạ? Đúng thế. Trước đây chồng bác còn sống, còn có một nghề tay trái, đó là buôn bán bất động sản, và cũng phất lên rất nhanh. Nhưng không muốn con cái nó dựa dẫm, cho nên hai bác đã giấu chúng nó, muốn nó trưởng thành và tu chí làm ăn. Nhưng không ngờ nó lại bất hiếu, làm bác buồn lắm. Cho nên bác nhờ một vị luật sư nổi tiếng biên cho bác một bản di chúc và để lại cho hai cháu số tiền là 6 tỷ. Gì? 6 tỷ ạ? Đúng vậy. Ba ơi, chúng cháu không cần gì đến tiền đâu. Các cháu đã vất vả làm việc ngày đêm để nuôi con, mà lại còn phải nuôi thêm một bà già vô dụng này, nên các cháu xứng đáng được hưởng mà. Thế còn con bác thì sao ạ? Con của bác kiếp này có duyên là mẹ con, tuy là nó bất hiếu, nhưng bác cũng để cho nó 500 triệu. Nghĩa bác nhờ cháu giúp đỡ lôi nó về làm ăn cùng cháu, và nó tu tỉnh làm ăn thì cháu hãy đưa cho nó hộ bác nhé. Nhưng cháu chỉ sợ con bác không làm theo thôi ạ. Bản chất nó cũng là người tốt, nhưng vì chỉ vì
bạn bè lôi kéo. Cho nên bác tin là nó cũng có thể thay đổi được cháu ạ. Bác cứ yên tâm nghỉ ngơi đi, mọi chuyện cứ để vợ chồng cháu lo bác ạ. Bác thật là cảm ơn cháu.